Em tốt tôi thiên bếp tôi sẽ nói tôi thiên hành Nè, khách hàng. các hàng lá cụ kiện Dịch vụ. dịch vụ service Hài lòng. hài lòng mãn dục cố gắng mãn dục này. Phản hồi. Anh hỏi rồi feedback thì đâu có hắn đến đề feedback feedback Trải nghiệm. còn không trải nghiệm Chăm sóc. chăm sóc phục vụ đã Trợ. hỗ trợ rồi chiếu ơn hả ta Mối quan hệ. mối quan hệ ở phân kia Giá trị. giá trị khách trị Uy tín. uy tín reputation thông phán. Ok, tôi sẽ đọc từ thiền bếp, em sẽ nói từ thiền hẳn, các hàng, Ồ, các dịch vụ, do vi sử hài lòng, màn trộm văn hồi, đi tư bẻ trải nghiệm, còng hòm chăm sóc thôi vô tả sức khỏe hay là con gái người tuổi bồ chăm sóc sức khỏe. tát Chăm sóc sức khỏe là con gái người tuổi bồ còn ca ngươi tát sự chăm thôi sóc vô sức khỏe ta tuổi bồ tát còn ok ca ngươi hộ thôi vô ta hộ chỗ hỗ trợ ví dụ làm e tư rươi thôi vô ta nè nè chăm sóc con trai chăm mà sóc cha đó nè yeah mà đây còn các ngươi thối vô tả nè mà nè cha đó nè để nè 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 hỗ trợ hỗ thì trợ quân ha tả mối quan hệ mối quan hệ quan kề nè mối tức bồi ở quan hệ cao quan kia trên đề mối những quay sở mối quan hệ mối quay sinh quan hệ quan mối kết nè ok giá trị cá chỉ nè cá chỉ phát triển giá trị uy tín tín là phong bản phong phản nè phong phan phong phản nè chúng ta sẽ đọc cao thiên bích em sẽ đọc cao thiên bích tôi sẽ đọc theo em Câu 1 là khách cảm ơn hàng luôn mong đợi dịch vụ tốt nhất từ công ty. các hàng luôn mong đổi dịch vụ tốt nhất từ công ty ý nghĩa thiên hắn là gì? Khách hàng luôn mong đợi dịch vụ tốt nhất. Dịch vụ tốt nhất là Tốt nhất à best best Chê cô service를 e손님들은 to be sử rưỡi mong đợi Rồi mong đợi quan hệ quần phát quần triển hiệu mình à từ công ty robot visa e robot từ robot visa robot visa robot thọ các thằng luôn mong đợi từ tốt nhất từ công ty
Thế cô ấy sao biết chưa được gặp cái này? Thế, cao hay. Hai là sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Từ hai lần của các hãng là ưu tiên hãng đầu của chúng tôi. Thế nhỉ? Thì hãng Sự là hài gì? lòng của khách hàng là cổ cái cưới, cổ cái cưới màn chốt, Vâng. màn chốt ưng Nè, ưu tiên. ưu tiên u Hãng. son Nè, hãng đầu. Chấp quan trẻ. Chấp quan trẻ rồi. các bon chè u Ok, son yeah, chọn chung qua trung tài của chúng tôi, chứng chất tỏ bon chè u u đi son u đi lưỡi. u son chấp quan chế khả năng chấp quan chế u son im nhị À, tạc kê u son tạo ăn sang lưỡi chất bon chè u son im nhị im tạc gì ta? mẹ cao quá. Câu 3. Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đã gọi trong phản hồi của các hãng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Ý nghĩa tiếng Anh là gì? Chúng tôi, Urinan, rất coi Yeah. trọng Các hãng. phản hồi của khách hàng. Coi Tôi trọng là trông. tôn trọng. Yeah. Tôi trông. Cuối trong là gì? Coi trọng là tôn trọng Yeah, chúng ta cái sinh các kiểu. à? Chúng yêu hà kề xem các âm gì ta? Quan trọng cuối trong. Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của khách hàng, là rất coi trọng phản hồi của khách hàng là cô két ơi, đi Cuối từ trong. bẹt ơi, À, chúng tôn ta cái sinh các kiểu. trùng à, chúng yêu hà kế Ừ. xem các âm gì đà Ôi chồng. Để để cải cải thiện thiện chất chất lượng dịch lượng vụ. dịch vụ. So bì sư chất lượng là phun chỉ, Để không chỉ cải thiện. so bì sư phun chỉ Để lưỡi, cải cải thiện. thiện Cải là thiện. Cải thiện kẻ Hagi. son hà aki ủy he Nè so nè ừ. à, 고객의 피드백을 중요하게 생각해요. 아주 중요하게 생각해요. Ok, đi tư về Nè. tươi chung yêu à kê xem các âm mình ta. Nè, cao bốn. Câu 4 là Ừ. trải nghiệm của khách hàng sẽ quyết định mức độ trung thành của họ với thương hiệu. Trải nghiệm của các hàng sẽ quyết định mức độ trung thành của hộ với trung hiệu ý nghĩa thì hẳn là gì? Trải nghiệm của các thằng thì chính là mục tiêu là purpose mục tiêu mục tiêu Trải nghiệm của khách hàng là cổ kẹt ơi, còn hòm ngân yeah. quyết định là Thời tròi trọng tròn, nè một tròn mục chốc thời trọng đều tròn là mình mục độ mức độ trung thành, trung thành mức độ trung thành, trung trung thủ thành là trung thành là gì? chúng ta là brand의 충성도를 결정합니다. Brand 중성, Yeah, 충성, 중단 là 충성, 중 브랜드, thành là over 성, 중소 là 브랜드, 브랜드와 그것들의 충성을 결정합니다. 목도 중단, 뭐야, 중소와 브랜드. thương hiệu là brand từ.네네네. Brand từ hoa với của Từ họ đây từ từ đấy. trung tâm을 결정합니다. Nhưng mà mức độ là gì? Mục tiêu là
충성을 결정하다. 나 목도. 충성을 하는 걸 목도. Rồi cho là quyết định. Yeah, quyết định là cái chỗ. Mục tiêu là chung sống hạt Trung son là trung thành. trung thành. Mục tiêu là không biết. Mục Mức tiêu độ là chung sống ở đâu ở nâng có mục tiêu không biết. trung son người ấy. À chạy không Còn mức độ cho tôm mức không độ biết mà lại không qua không qua cao năm nè. Câu 5, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt sẽ xây dựng mối quan hệ bền vững và uy tín cho doanh nghiệp. giám sát và hỗ trợ các hãng tốt sẽ xây dựng mối quan hệ về vững và uy tín cho doanh nghiệp. Ý nghĩa thứ hai là gì? Và hỗ trợ các hãng. Chi quân à? Cô cách gửi chi quân à, Chuẩn cô tôi vốn rồi bô chuẩn đà sai tôi vốn con sẽ xây dựng sai thổi bô nâng con sẽ xây dựng mối quan hệ bền vững. thay ye bên bùng bên là bên bùng sai ye anh kia đưa bạn rồi rồi xây dựng là quan Bền rồi ta thân bên thân mà bên bùng là gì ít tin bền vẫn là thân thân han à thân 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 anh han bạn quản kia kê rồi bạn rồi bạn đưa cố màn màn tươi cố sao vừa về sau dồn nhẹ sao tươi uy tín thong uy tín là pyong ban. uy tín là gì Uy tín là trong Pyong phần Ban à? Pyong trong Ban. phần trong phần này gặp cái đều chúng trong phần này gặp cái ok em sẽ đọc cao tiếng Việt and tôi sẽ đọc theo em Khách hàng luôn, câu 1 là khách hàng luôn mong đợi dịch vụ tốt nhất từ công ty. các hàng ngùng mùng tôi vô tôn nhã từ công ty Câu 2. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. câu hai là sự hài lòng của các hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Câu 3. Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của các hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Câu bốn, Câu câu này. 4. Câu 4. Trải nghiệm của khách hàng sẽ quyết định mức độ trung thành của họ với thương hiệu. Trải nghiệm của các hãng sẽ quyết định một cổ trung tâm của hộ bối chứng hiệu. Câu 5. Chào năm. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt sẽ xây dựng mối quan hệ bền vững và uy tín cho doanh nghiệp. Chăm sóc và hỗ trợ các hãng tổ sẽ xây dựng mối quan hệ bền vững và uy tín cho doanh nghiệp. Nè, tiếng Hàn rồi theo, cảm ơn nhé. Hôm nay phụ kế. Okay, 고객은 항상 회사에서 최고의 서비스를 기대합니다. 고객은 항상 회사에서 최고의 서비스를 기대합니다. Các hãng hy vọng muốn Khách hàng hy muốn vọng dịch vụ dịch vụ tốt nhất từ các hãng luôn muốn dịch vụ tốt nhất từ công ty bạn thấy khách không hàng luôn luôn kỳ tệ ta bằng với mong mong
Mong Dịch đợi à? mong mong dịch Luôn vụ, mong luôn mong dịch mong vụ dịch vụ tốt nhất tốt nhất từ từ công ty công ty. nè. Cô ghê ghê hả cả hỏi cô ghê ghê mà cho con ủ đi ơi châu sơn quá trời người ta Quả à cô cái cưng màn cho cưng ủ đi ơi treo son quả cho im nỉ tả quá trời người ta quả chê im nỉ tả mãn chúc là gì màn chốt là hài lòng hài sự hài lòng lòng của khách của hàng các hàng là quả chê bắt treo sơn là bắt tàu tàu treo sơn hài lòng của khách hàng là ưu tiên à quà chê ưu tiên là của chúng tôi and treo sơn là tàu bắt tàu tàu ưu tiên là đầu sự hài lòng của khách hàng hóa ra quà là chê mục tiêu quà chê là mục không được quà chê quả quả trên là gì hóa ra là chỉ biết là u chơi u son là sự ưu tiên su su hài lòng của quả thằng hài lòng ưu tiên hàng hàng tạo không hàng tạo chơi u son mới là ưu tiên chứ ưu tiên ưu tiên hóa chứ nó hàng tạo là ưu son ưu tiên là ưu tiên ưu quà chê là ưu tiên tiên ưu tiên còn chê u son là hàng đầu hàng đầu hàng đầu của chúng tôi số số hàng lông của các hãng lòng của khách hàng một ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cao và sự hài đi lòng những của khách hàng. service 품질을 향상시키기 위해 고객의 피드백을 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 서비스 품질을 향상시키기 위해 고객의 피드백을 매우 중요하게 생각합니다. 공중 phản hồi của các hãng tôi rất tôn trọng phản hồi của khách hàng. để cải thiện chất lượng Để cải dịch vụ thiện chất lượng dịch vụ nè chúng tôi nè rất coi trọng phản hồi của khách Ôi hàng trời, ôi trời nhé. Dạ, ôi hàng trời. sang sẽ để cải thiện hàng sang xích khi tà không Hàng chỉ tập rồi hàng cải sang xích thiện. khi tà Cải thiện. Cải thiện. Cái hàng sao sang xích khi tà vậy? với Cải cả a cô kè son thiện. cái Cái son sao? hà tà cái Cái sơn sao? thẻo Cái sao nào kiểu vậy? cái Hàng sang kiểu vậy? Cố chinh hơn gọi là. son hà kiều ý sao cái Cái sao? sao Này. cao 봄 고객의 경험은 그들이 브랜드에 충성하는 정도를 결정합니다. 목도 là 정도, 정도, 목도, mức độ 목도, trong tô yeah. cô cái cưới còn hòm ngân cứ tư đi cứ brand tư ấy chung song hà nên chọn tô rưỡi còn chọn ham nhỉ ta à coi chọn ham nhỉ ta Nè nè trải nghiệm của các hàng là sẽ kitchen mục độ tan chung trung tâm trung tâm của phố ừ. và trung hội trung hiệu Thương hiệu brand cao lắm 좋은 고객 관리와 지원은 기업의 지속 가능한 관계와 평판을 구축할 것입니다. 좋은 고객 관리와 지원은 기업의 지속 가능한 관계와 평판의 구축할 것입니다. 그렇지. 관리.
Quản lý Quản lý là chứ. là, à không phải làm chăm sóc Chăm khách sóc hàng, các hàng, chăm sóc khách hàng. chăm sóc các hàng là chiêu ăn ít 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 là chiêu ăn là chứ support Vân chiêu là hỗ trợ, hỗ trợ và chăm sóc hỗ khách hàng trợ và các hàng quản tốt. của một quản lý nữa. Quan hệ Xem. liên quan hệ bà ít 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 thương phản ít 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 chút Tín. ít chút à su à su dung ít chút đôi dôi dàn Đâu? Cái chú dôi gì? dàn Cả nâng hạng quản kê với quan hệ. quan hệ. Thế quan hệ với doanh nghiệp. Ở đâu rồi? Thì đấy, cho ông ban là Đang qua là ít chút, ít chút, ít 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 uy tín chăm sóc cả thuần bền vong vững. và hỗ trợ các hàng tốt để xây dựng mối mối quan hệ, mối quan hệ và bền chung bền vững thân thân an bền vững và uy tín cho doanh nghiệp bền vững Quan hệ bền vững, chốn là bền vững bền vững chỉ số khả năng and bền vững quan là nghĩa cái gì? là mối mối quan hệ Mối quan hệ nè chỉ mối số quan càng nâng an còn cái hệ quan hệ, mối quan hệ mối quan bền hệ vững bền vững ba ít là ít tin ít tin uy tín sử dụng ít tin cho cho doanh nghiệp. doanh nghiệp doanh nghiệp Cù chót kha tà, cù chót kha tà nghĩa là sử gì? dụng con sơ ra sử dụng con sơ ra con sơ Xây ra dựng, xây dựng cù chót kha tà, con phí xây xe dựng, xây dựng con cù dựng. phí ok tôi sẽ đốt cao thiền hắn em sẽ đốt kiểu mình 고객은 항상 회사에서 최고의 서비스를 기대합니다. 고객은 항상 회사에서 최고 서비스를 기대합니다. 고객의 만족은 우리의 최우선 과제입니다. 고객의 만족은 우리의 최우선 과제입니다. 우리는 서비스 품질을 향상시키기 위해 고객의 피드백을 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 서비스 품질을 향상시키기 위해 고객의 피드백을 매우 중요하게 생각합니다. 고객의 경험은 그들이 브랜드에 충성하는 정도를 결정합니다. 고객의 경험은 그들이 브랜드에 충성하는 정도를 결정합니다. 좋은 고객 관리와 지원은 기업의 지속 가능한 관계와 평판을 구축할 것입니다. 좋은 고객 관리와 지원은 기업의 지속 가능한 관계와 평판을 구축할 것입니다. Ok, Cấu em sẽ nói tiếng Hàn. trúc Yeah, tiếng Ok. Hiểu khách gì hàng của cái cưng hàng sang nè. phải sai giờ tốt nhất, tốt nhất treo son à. Thế cô, tốt nhất. Chê cô service kỳ tê hàm đi là Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và phải, chê cô sự hài lòng của tập thắng, hài lòng. sự hài lòng là của cái cười mà cho cưng, Sự hài lòng của tập thắng là ưu tiên. của cái cười mà cho Học cưng nâng cao. là ưu tiên hàng đầu của chúng Ưu tiên, tôi. và sẽ ưu tiên. Uri Châu sản hăng đảo, châu sản chê u son, quá trời ưu tiên chê u son quả chê in đi đảo. nè
Câu 3. Đúng không? Thắng được. Chúng tôi, Urinen, Lớn. Urinen, Lớn. phản hồi của khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ. Service phun chi rồi. Hàng sang si khi kiwi Để Phi tư bẻ cười. À đâu? xin chào chứ Cô kẻ cười. đi Phi đi tư về bẻ cứ cười. hồi xuống xin chào Tin trùng 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 nhiều ha kì. chào Xem các không gì ta. để trải nghiệm của các thắng về cái Câu 4. tổ chung Trải nghiệm của khách hàng. như thằng Suy. con hồ bỏ những cưới Suy. nè. Bài cư Karajasa, bài cư. Ok. 4 là trải nghiệm của khách hàng là cô ghe cười có ngon ngân Nè. quyết định mức độ trung thành của họ với thương hiệu vư đen từ hoa. Từ À từ đâu, đấy. Không xong cứ phần từ đầu rồi. đi, từ đi, vư đen từ, vư đen từ Quá. hoa, mức độ trung Trung thành trần, trung sông, trung rồi. song hà nên Mốc tròn độ, tổ rưỡi chưa quyết định. còi trong ít nhị hàm gì ta. Nè. Chăm sóc bà, Câu 5. trôn các thằng. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt sẽ là trồ ơn, trồ ơn chăm sóc Văn hóa bệnh cô kê cưới trơn cô kê cưới quài lì quá à chị quân nâng nhà hộ chiếu sẽ xây dựng mối quan hệ bền vững và uy tín cho doanh nghiệp. chỉ số Doanh cần nghiệp cả kiosk kiosk p cho kiosk p thông phản uy tín thông phản ấy chẳng hạn gì người ta ở đâu. Xây dựng mối quan hệ bền vững là kiop p chỉ số cả nâng thành thành an nâng thành kia cả đấy nâng an nâng bán tiền quản rồi kê con chút kẹp quản chút kẹp kê dùng quản mọi xe dùng kê hoa quản kê hoa trong trong Bán bàn lưới rồi màn tư rồi ồ. nè nè ok tôi sẽ nói tiếng biết bồi cao thiên an Nè. các khang lùng mông đôi duy bút nhật thôn nhật từ công ty ok Khách hàng Sư có hài lòng của các khang là ưu trên hàng đầu của chúng tôi chúng ta một cô chất cô chúng phản hồi của các khăn để cải thiện chất lượng dịch vụ trải nghiệm của các khăn sẽ kích chính mục tổ trung tâm của cô tổ chung chủ độ trung thành. để chăm sóc và quan lông của phân chủ công chúa chú ơn là gì tập phúc Trợ
tốt à, hỗ trợ của à, các khác tốt sẽ à, từ sẽ chung suy chung một tô mô quan hệ à, một quan hệ bền vững và ý thích cho chỗ nhiệm ok ở đâu vậy ok à Gao có biết tại sao công ty mình luôn chịu trong đèn các hàng không? Ừ, mình biết vì khách hàng là người mang lại doanh thu cho công ty mà. Đúng rồi, mình cũng nghĩ về phòng ngừa sự hài lòng của các hàng sẽ giúp công ty phát triển bền vững. Đúng vậy. Phản hồi của khách hàng rất quan trọng để cải thiện dịch vụ. Hay là chăm sóc khách hàng tốt cũng giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài và ý thích cho nhé đó vì chúng ta luôn luôn coi khách hàng là trung tâm hơn chứ à Ừ, à ra, một cái kỳ hết say xuôi cứ cả cho ta.맞아 나도 그렇게 생각해 게다가 고객의 만족이 회사의 지속적인 성장을 도와줘. 맞아. 고객의 피드백은 서비스를 개선하는데 매우 중요해. 사실 좋은 고객 관리는 기업의 장기적인 관계와 평판을 쌓는데 도움이 돼. 오케이. 아, 좀 이따 lúc tiếng Việt, câu tiếng Việt. Bối thế hẳn. Gao cô viết. Gao là you. Đó nữa. Đó. Thằng xin. Nó Đó. Yeah. Gao. Gao cô viết. Tại sao? Về. Công ty. Phía mình. Của đi phía xa cả. Công ty mình. Luôn. Hàng sang. Chú chung. Chú chung là. Chú nhau hạ kê. Yêu kê yêu. Đến các hàng không. Cô kê kê đề thơ. Chú chung. Quan trọng. Chú chung. Coi chung, biết thế không? Quan trọng là ở đây là gì? Các bạn biết tại sao công ty mình là luôn chú trọng đến đặt hàng không? Mình biết, anh đã à vì các thằng là người mang lại dồn chú cho công ty mà. khách Thế hàng sao dồn chú mang lại 하는 사람이거든. 라이 망 라이 연투 라지 수입 수익 이득 아, 이득을 가져오는 망 라이 가져오는 사람이야. 이기 때문이야. 수익 가 cho 오는 사람 뇨이 뇨이 아가쳐 오는 사람 네네 vì các thằng là người mang lại dồn trước cho công ty mà. Mà는 무슨 뜻이에요? 왜 써요? 공티 마. 아, 맞지. 네. 감탄. 아, 그래. 하객견이지. 감탄. 아, 오케이. So, thank you. 등 rồi. công ty mà, Yeah, 네, công công ty. ty mà, công Mà. ty nhiều lắm. Đó là từ cảm thán. À, ok, cảm thán. Yeah. Đúng rồi, 맞아. Mình cũng, 나도 그렇게 생각해. Mình cũng nghĩ vậy. Hôn nhua, 게다가, 맞아요? 게다가, 맞아요. 혼 nhua, 게다가, 수 hài lòng 만족, của các hàng, 고객 만족이, sẽ chất công ty phát triển, bền vững, 지속 가능한 발전을, 와, 회사가 지속 가능한 발전하는 것을 돕잖아. Đúng vậy, maja. Phản hồi của các hãng rất quan trọng để cải thiện dịch vụ. Service 개선을 위해서 아주 중요해. Phản hồi, 고객의 평판. 아, 평판.
반호의 피드백은 서비스 발전을 위해서 아주 중요하지. 달라, 정말이야. 맞아요? 정말이야. 네. 짬송캉캉 돗, 응, 역, 즈중 모이 관해 라오자이 마 의디나 조조 요니엡 좋은 고객 관리는 또한 뭐 관내 라오자 긴 라오자이 라긴 관계를 구축하는 것을 도와주어서 사업의 평판 긴 고객 관객들과 사업의 평판을 갖는 것을 도와줘. 네, 됐어요? 자, 네. 이번에는 리가 땡볕 얘기해 주세요. Cậu có biết tại sao mà công ty luôn chú trọng đến khách hàng không? Nè. Ừ, có biết. Vì khách hàng luôn mang lại doanh thu cho công ty. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Rồi Hơn nữa, sự hài lòng của khách hàng giúp song trang là gì? Giúp Cái công ty là cái công gì? ty Giúp cho chỉ số song trang. bên bùng giúp Trang là công ty phát triển, phong giúp cho công giúp bên bùng sự phát triển bền vững thông tin phát cho triển công ty. bên bùng Vì sự này hơn nữa là sự hài lòng của khách hàng thì giúp giúp cho sự phát triển bền vững của công ty. Đúng đúng vậy. Phản hồi của khách hàng thì rất quan trọng trong việc cải thiện dịch vụ. Cái son là cải thiện, cái son là cải thiện. ta là chăm sóc của phòng tốt. Đúng vậy, sự chăm sóc khách hàng tốt nhất, tốt thì sẽ giúp giúp Mối quan hệ lâu mối dài. quan hệ lâu dài và Ý thích. uy tín Ý tín. với uy tín cho doanh nghiệp. Ok. 네. 자, 그러면 이제 한국말 해주세요.